Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với podcast DeFi Discussion và chúng ta lại có cơ hội để gặp lại nhau trong một điểm hẹn đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Thời điểm mà tập podcast này lên sóng thì mình không biết, có thể đâu đó thị trường đã hồi phục, hoặc là có thể thị trường vẫn đang còn trong một cái không khí khá là ảm đạm. Tại vì thời điểm mà mình thu cái tập podcast này thì đâu đó chúng ta cũng cảm thấy được là một cái không khí nó cũng hơi là sức ép đối với thị trường ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu như mà là một người theo dõi DeFi Discussion từ một khoảng thời gian cũng đủ dài thì nhiều anh em chắc cũng biết là bọn mình không có bàn nhiều về cái câu chuyện giá và tăng giảm của thị trường. Chủ đề thường được DeFi Discussion mổ xẻ đó là những cái cập nhật liên quan đến bản chất, những cái hạ tầng của các cái sản phẩm ở trong các cái hệ sinh thái DeFi và các cái nền tảng blockchain. Thì đúng với cái tinh thần đó, tập tuần này chúng ta sẽ nhân tiện là thị trường cũng đang khá là ảm đạm và cũng không có những cái câu chuyện quá là drama, thì chúng ta sẽ quay trở lại với một cái khái niệm mà nó khá là nền tảng, nó khá là đâu đó nhàm chán, nhưng mà mình tin là trong cái hành trình của cái DeFi Discussion tuần này chúng ta sẽ đâu đó nhìn thấy được những cái tiềm năng, những cái cơ hội để có thể tự đưa ra những cái phân tích và có cho mình những cái góc nhìn, và từ đó có thể tự đưa ra được cho mình những cái quyết định đầu tư nó phù hợp. Rồi thì cũng dông dài rồi, thì chủ đề tuần này của chúng ta từng xuất hiện thoang thoáng ở trong DeFi Discussion, tuy nhiên chúng ta sẽ dành một tập riêng ra để nói về cái khái niệm này trong tuần này. Thì chúng ta sẽ nói về Validator Clients. Chắc hẳn là nhiều anh em sẽ khá là hoang mang, không biết là Validator Clients nó là cái gì. Thì hiểu nôm na, chúng ta biết đến blockchain là một cái mạng lưới gồm các cái node hoạt động phi tập trung và tương tác với nhau, đồng thời thực hiện những cái tác vụ là tiếp nhận, giao dịch và xử lý cũng như là đồng bộ, đồng thuận với nhau những cái dữ liệu về giao dịch ở trên cái mạng lưới blockchain đó. Thì chúng ta biết đến những cái khái niệm node rồi, hay là những cái validator rồi. Nhưng mà để vận hành được các cái validator, các cái đơn vị xác thực này thì chúng ta sẽ cần thêm một cái yếu tố nữa, đó là một cái phần mềm. Thì cái phần mềm để vận hành các cái validator này thì chúng ta gọi đó là cái validator client. Và đây là cái phần mềm để giúp cho các cái validator trong mạng lưới có thể tương tác và đồng thuận với nhau, đồng bộ với nhau về những cái dữ liệu ở trong quá khứ của blockchain. Rồi, thì đó là một cái khái niệm chung nhất về Validator Client. Thì trong cái tuần vừa rồi, khi mà cá nhân mình cũng tìm tòi một vài thông tin, những cái cập nhật liên quan đến các cái Validator Client nó đáng chú ý, thì cá nhân mình cũng đâu đó từng mắc phải một vài cái hiểu nhầm. Và mình tin là nếu như mà chúng ta có thể đâu đó tự trả lời cho những cái hiểu nhầm này thì chúng ta có thể hiểu sâu hơn về bản chất của các cái mạng lưới, và từ đó có thể tìm ra cho mình những cái manh mối về những cái sự bùng nổ ở trong tương lai của các cái hệ sinh thái. Thì ok, chắc là chúng ta sẽ đi qua một vài cái những cái tên tiêu biểu, và song song với cái hành trình phân tích và tìm hiểu về những cái client nó đáng chú ý trong thời gian vừa rồi, thì đâu đó chúng ta sẽ lồng ghép vào những cái hiểu nhầm mà có thể một vài anh em mắc phải khi mà tìm đọc về những cái khái niệm như là Validator Client này. Rồi thì chắc là cái tên đầu tiên đi, một cái tên mà mình nghĩ là cũng gây rất là nhiều sự tranh cãi, đó là RETH, R-E-T-H. Thì đây là một cái Execution Client ở trên Ethereum, tương thích với các cái hệ sinh thái EVM. Thì cái hiểu nhầm đầu tiên mà mình nghĩ là nhiều anh em mắc phải đó là nó sẽ có một cái phần mềm duy nhất để vận hành ở trên cái Ethereum. Thì cái câu chuyện là gì? Cái câu chuyện là chúng ta thường hiểu nhầm là client nó chỉ là một cái phần mềm duy nhất, và chỉ cần cài cái phần mềm đó thì có thể tương thích được với cái mạng lưới blockchain. Thì cái này nó cũng tùy thuộc vào cái cách thiết kế của cái blockchain đó anh em ha, chứ không phải mỗi một blockchain nó sẽ có một cái client duy nhất. Thì với Ethereum và điển hình là các cái hệ sinh thái EVM nói chung, thì họ sẽ phân tách ra hai cái phần rõ rệt, đó là Execution Client và Consensus Client. Thì mỗi cái hạng mục này, mỗi cái hạng mục ví dụ như hạng mục Execution
thực thi thì họ sẽ có nhiều cái đơn vị phát triển những cái client khác nhau để tạo ra cái sự đa dạng cho mạng lưới và giảm thiểu cái rủi ro về về lỗi và có thể khiến cho mạng lưới bị ngừng hoạt động. Tương tự với consensus client, chúng ta cũng sẽ có những cái đơn vị họ sẽ phát triển nhiều cái consensus client khác nhau để từ đó đảm bảo cho cái độ ổn định của mạng lưới. Thì đây là một cái cách phân tách ra từng cái hạng mục của blockchain EVM để đảm bảo được là cái mạng lưới nó có thể xử lý được hai cái thao tác một cách nó độc lập với nhau và nó không gây ra những cái xung đột nó không đáng có. Rồi thì quay trở lại với cái RIF ha, thì đây là một cái execution client và nó không phải là mới. Vào giai đoạn tháng 6 năm 2023, tức là năm ngoái, thì nó đã có cái phiên bản alpha rồi. Tuy nhiên là vào cái giai đoạn tháng 6 năm nay 2024 thì cái phiên bản 1.0 nó mới bắt đầu được triển khai lên mainnet. Tức là trước đó thì nó chỉ là phiên bản thử nghiệm thôi, và bây giờ thì nó mới chính thức được đưa lên mainnet. Và cái điểm mà mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái client này được viết bằng ngôn ngữ Rust, một cái ngôn ngữ mà nó khá là phổ biến với đại đa số những cái lập trình viên ở trong thị trường công nghệ truyền thống. Và một cái điều mà mình thấy khá là hay của cái bản client Rift này đó là nó hỗ trợ đa dạng các loại node khác nhau anh em ha. Nó không chỉ đơn thuần là với các cái node ở dưới layer 1 mà nó còn hỗ trợ cho layer 2. Cụ thể là với cái phiên bản 1.1, dự kiến là trong thời gian sắp tới thì họ sẽ triển khai cái phiên bản 1.1, cái bản nâng cấp, thì nó sẽ hỗ trợ đặc biệt cho các cái mạng lưới sử dụng cái bộ công cụ OpenStack của Optimism. Ngoài cái node ở dưới layer 1 thì họ còn hỗ trợ cái phần mềm để chạy những cái node ở trên các cái layer 2. Và thậm chí cái này là cái yếu tố mà mình thấy là nó khá là hay của cái client này, đó là nó có thể được tái sử dụng cho những cái node ở mục đích off-chain cơ, ở ngoài những cái mạng lưới blockchain cơ. Thì những cái khái niệm này mình thấy nổi bật nhất thì chúng ta có thể thấy là những cái AVS, những cái mạng lưới của cơ chế restaking ha, thì có thể là chúng ta sẽ tái sử dụng lại cái lượng ETH đã được restake vào mạng lưới và triển khai những cái mạng lưới AVS mới. Thì cái phần mềm của Rift này thì nó cũng sẽ bổ trợ cho những cái quá trình tích hợp AVS một cách nó hiệu quả hơn, hoặc là những cái hệ thống máy ảo ZKVM. Thì đây là những cái phần mềm mà nó chuyên dụng để tạo proof và xác thực proof, làm sao để nó giảm cái chi phí triển khai những cái zero knowledge proof, và từ đó nó sẽ giúp cái hoạt động ở trên ZK Rollup nó được cắt giảm. Thì đây cũng là một cái ứng dụng của Rift. Thì các như mình thấy là ba cái ứng dụng này nó khá là hay, nó khá là linh hoạt và nó có thể tái sử dụng được ở rất là nhiều những cái hạ tầng khác nhau. Thì đây là Rift, được phát triển bởi đội ngũ của Paradigm, một cái quỹ đầu tư cũng khá là nổi tiếng trong cái việc là tham gia đóng góp và xây dựng sản phẩm. Tất nhiên là có một vài những cái tranh cãi liên quan đến câu chuyện là ý tưởng của cái phần mềm Rift này, thì anh em có thể tìm hiểu thêm về cái drama này, những cái tranh chấp về ăn cắp ý tưởng hay không, thì mình sẽ để một cái bài dẫn ở phía dưới để anh em quan tâm đến cái câu chuyện này thì có thể tìm đọc thêm. Rồi thì đó là câu chuyện của Rift và cái hiểu nhầm đầu tiên đó là các cái phần mềm vận hành ở trên Ethereum thì nó đồng nhất, nó chỉ có một loại client duy nhất, thì điều này là không chính xác. Tuy nhiên với cái câu chuyện thứ hai, với cái ví dụ thứ hai đó là FireDancer, một cái trình duyệt, một cái client rất được chờ đợi ở trên mạng lưới của Solana, mà đâu đó bọn mình cũng từng có một vài lần đề cập đến cái client này ở trong những cái tập trước đây của DeFi Discussion. Thì với Solana cái cấu trúc nó sẽ khác với Ethereum. Nó không phân tách ra những cái hạng mục rõ ràng, ví dụ như là hạng mục execution và hạng mục consensus, nó không phân tách ra rõ ràng mà nó gộp chung vô luôn. Thì một cái client nó sẽ đảm nhiệm luôn cả hai cái chức năng đó, cái chức năng execution và chức năng consensus. Rồi thì nói một xíu về những cái thay đổi đáng chú ý của FireDancer mà có thể anh em sẽ cần quan tâm, đó là cái cách thiết kế theo kiểu tilt. Cái khái niệm họ dùng là tilt, thì anh em có thể hình dung cái khái niệm này nó giống như là module hóa những cái tác vụ ở trong cái chu trình làm việc của cái client này. Thì cái việc mà phân tách ra như vậy á, thì sẽ giúp họ dễ nâng cấp cái phần mềm của mình hơn, mà không cần phải dừng cái validator lại. Thường thì những cái phiên bản hiện tại của Solana, những cái client hiện tại ở trên Solana, thì nếu mà muốn thực hiện những cái nâng cấp
những cái thay đổi gì đó thì những cái validator này họ sẽ phải tạm ngưng hoạt động một xíu và update lại phần mềm rồi mới có thể khởi chạy lại và triển khai cái phiên bản mới. Thì với Fidancer, vì cái cấu trúc module của họ thì họ có thể linh hoạt hơn trong cái khâu nâng cấp phần mềm của mình. Rồi một cái hay thứ hai của cái phần mềm này đó là cái cách xác thực chữ ký của họ. Thì họ sẽ sử dụng những cái cơ chế vector hóa những cái chữ ký, làm sao để cho cái việc mà xác thực chữ ký này nó trở nên đơn giản hơn, nó hiệu quả hơn, thay vì là nó sẽ ngốn rất là nhiều tài nguyên như trong những cái phần mềm client trước. Thì anh em có thể hình dung nó là như vậy, chứ mình cũng không đi sâu quá vào những cái kỹ thuật, những cái thuật toán làm sao để họ ứng dụng để họ xác thực những cái chữ ký trong mạng lưới làm sao cho nó nhanh hơn, thì chúng ta sẽ không bàn sâu về cái câu chuyện đó. Rồi, cái cải tiến thứ ba mà mình nghĩ là cũng khá là hay, đó là cái khả năng tương thích với những cái phần cứng mới, cụ thể ở đây là FPGA. Thì FPGA nó là một cái sự tổng hòa giữa CPU và GPU, đâu đó nó sẽ có cái hiệu suất làm việc tốt hơn và giống như GPU, nhưng mà nó sẽ có cái độ tiết kiệm năng lượng hơn giống như CPU. Thì đây là một cái tương thích khá là hay, nó đâu đó làm thay đổi những cái câu chuyện liên quan đến phần cứng của cái mạng lưới blockchain luôn. Thì đó là cái câu chuyện làm sao để cải thiện cái tốc độ, cái khả năng xử lý của một cái blockchain bằng việc là thay đổi luôn cả những cái vấn đề liên quan đến phần cứng, chứ không đơn thuần chỉ là cái câu chuyện về phần mềm, không đơn thuần về những cái client, cục bộ của các cái client như những cái cách tiếp cận trước đây. Rồi thì với cái Fidancer này thì nhiều anh em cũng thấy là trên mạng xã hội Twitter thì mọi người siêu khá là nhiều, và có thể coi là cái Fidancer này nó là một cái endgame của Solana. Thì đâu đó nó cũng chưa hẳn. Thì chúng ta cũng có thể biết một vài cái vấn đề liên quan đến rủi ro về bugs, đúng không? Thì những cái lỗi lặt vặt thì nó có thể xảy ra bởi vì Fidancer thì họ viết bằng cái ngôn ngữ C, nó không phải là cái ngôn ngữ Rust giống như các cái client hiện có ở trên Solana. Và việc viết bằng một cái ngôn ngữ mới này thì ngôn ngữ C thì đâu đó nó sẽ phát sinh ra một vài những cái vấn đề liên quan đến rủi ro về bộ nhớ chẳng hạn. Thì đó là một vài những cái rủi ro liên quan đến bugs cục bộ của Fidancer. Hoặc là một cái rủi ro khác liên quan đến việc là liệu nó có đồng bộ được với những cái client còn lại hay không. Hoặc là một cái rủi ro khác nữa, đó là làm sao để đảm bảo cái tỷ trọng các cái validator trong mạng lưới họ không sử dụng quá nhiều Fidancer chẳng hạn. Vì nếu như mà họ sử dụng một loại client quá nhiều thì đâu đó nó cũng quay trở lại cái bài toán ban đầu, đó là cái rủi ro nó tập trung vào một cái phần mềm duy nhất. Thì đây là một cái điều mà nhiều anh em cũng đâu đó ít chú ý, cũng hiểu nhầm, đó là tại vì thấy là một cái phần mềm nó vượt trội, nó có hiệu suất, nó có khả năng xử lý GPS rất là cao, tốc độ xử lý nó rất là cao, thì đâu đó nó sẽ tốt cho cái mạng lưới. Tuy nhiên là khi mà anh em tìm hiểu về cái câu chuyện về client diversity, tức là độ đa dạng của những cái client, mình sẽ để một cái bài viết liên quan đến cái khái niệm này ở phía dưới. Thì khi mà anh em tìm hiểu về cái khái niệm client diversity này, thì anh em cũng biết là cái mạng lưới làm sao để họ có thể đảm bảo được cái sự cân bằng giữa các cái client trong mạng lưới và giảm thiểu cái rủi ro và giảm thiểu cái tính tập trung vào một cái client duy nhất. Thì chúng ta biết đến các cái mạng lưới blockchain, thường khi nói về cái độ phi tập trung thì chúng ta nói về số lượng node, chúng ta nói về phân bổ token cho các cái token holder, làm sao cho nó phi tập trung. Nhưng mà ít anh em nào quan tâm đến cái câu chuyện là làm sao để phi tập trung luôn cả những cái phần mềm đang vận hành những cái validator. Thì đó là một cái yếu tố mà ít người để ý tới khi mà nói về cái câu chuyện là sự phi tập trung của một cái mạng lưới blockchain anh em ha. Rồi thì đó là cái câu chuyện về Fidancer và một cái hiểu nhầm về cái độ phi tập trung của các cái client trong mạng lưới. Câu chuyện thứ ba, mình nghĩ là nó không phải là một cái nâng cấp liên quan chi tiết đến một cái client cụ thể, nhưng mình cũng muốn kể ra đây với anh em để làm sao để chúng ta có thể phân biệt rõ ràng hơn thế nào là một cái client ở trong mạng lưới blockchain. Thì cái câu chuyện thứ ba chúng ta sẽ nói về đó là Mystic City và hệ sinh thái Sui. Thì nếu như mà theo dõi những cái cập nhật gần đây
ở trong tháng 7 vừa rồi của Sui thì anh em cũng biết là họ cũng có một cái nâng cấp khá là đáng chú ý, đó là Mystic CD. Thì mình có đọc một vài những cái dòng tweet ở trên Twitter thì mọi người cũng có so sánh là Mystic CD nó giống như là cái Fire Dancer của Solana. Thì đâu đó điều này nó có thể khiến một vài anh em hiểu nhầm rằng Mystic CD nó là một cái phiên bản client. Tuy nhiên là khi mà đọc vào những cái thông tin chi tiết thì anh em cũng biết là Mystic CD nó là cái giao thức đồng thuận, cái giao thức consensus của Sui. Đây là một cái giao thức consensus, nó thay thế cho cái giao thức bull shark trước đây. Thì với Sui trong cái cập nhật này thì họ cũng nhấn mạnh là cái vấn đề về execution ha, cái vấn đề về thực thi nó không phải là quá lớn với họ, tức là cái transaction per second, cái tốc độ xử lý giao dịch của họ nó đủ ổn. Nhưng cái vấn đề chính của họ nằm ở cái khâu consensus, và chi tiết hơn nó là cái khái niệm finality, tức là khi mà blockchain nó đạt tới cái trạng thái finality thì mọi cái dữ liệu của blockchain nó sẽ không thể bị đảo ngược được nữa. Thì đây mới là cái trạng thái an toàn của blockchain. Khi mà cái giao dịch nó đạt được cái trạng thái finality thì nó mới được coi là an toàn và nó không bị đảo ngược dữ liệu. Thì với Sui, cái khâu consensus và cụ thể là cái finality của họ gặp vấn đề. Do đó là họ mới triển khai cái Mystic CD này để xử lý những cái vấn đề liên quan đến consensus như vậy. Thì có thể nhiều anh em sẽ hay nhầm với cái consensus client chẳng hạn. Nhưng mà đây không phải là consensus client của Sui. Về cơ bản thì nếu như mà tìm hiểu thêm về những cái client của Sui thì đâu đó anh em cũng không thấy được nhiều cái tên phát triển những cái phiên bản client đâu. Thì cái độ đa dạng về client ở trên Sui thì cá nhân mình đánh giá là nó vẫn chưa quá là phổ biến, vẫn chưa quá là đa dạng. Thì quay trở lại với Mystic CD thì đây là một cái protocol, tức là một cái giao thức, một cái cách thức để mạng lưới nó đồng thuận với nhau, chứ không phải là một cái phần mềm để có thể gọi là giúp cho các cái validator ở trong mạng lưới có thể vận hành và tương tác với nhau. Thì đây là một cái cơ chế nhiều hơn là cái công cụ, cái client là cái phần mềm, là cái công cụ để cái mạng lưới thực hiện khâu consensus anh em ha. Rồi thì đó là ba câu chuyện mà mình muốn kể về khái niệm validator client, cũng như là những cái nhầm lẫn mà có thể một vài anh em sẽ mắc phải khi mà nghiên cứu về cái khái niệm này. Mình tin là đâu đó cái câu chuyện về client diversity, những cái cập nhật liên quan đến phần mềm client này, đâu đó nó vẫn sẽ rất là hữu ích cho cái hành trình tìm hiểu về những cái dự án, và đưa ra cho mình những cái góc nhìn, đưa ra cho mình những cái quyết định đầu tư trong tương lai anh em ha. Vì dù gì thì cái mạng lưới nó hoạt động ổn định, nó có thu hút được nhiều developer, nó thu hút được nhiều dòng tiền hơn, nhiều dự án hơn, nhiều dòng tiền hơn, thì lúc đó nó sẽ tự phản ánh lên những cái giá trên giao dịch ở trên thị trường. Thì đâu đó chúng ta nhân cái cơ hội là thị trường nó đang khá là trầm lắng ở thời điểm hiện tại, thì chúng ta quay trở về tìm hiểu những khái niệm kỹ thuật này, hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn những cái bản chất của các cái mạng lưới blockchain, và từ đó có thể tự tin hơn trong những cái nhận định của cá nhân mình trong tương lai. Rồi, thì hy vọng là DeFi Discussion tuần này đâu đó gợi mở cho anh em những cái nguồn cảm hứng, cũng như là sự tò mò, một vài cái sự tò mò để tìm hiểu những cái khái niệm khá là thú vị mà mình đã đề cập ở trong tập podcast tuần này. Và hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo anh em ha. Rồi, bye bye anh em.